ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo công bố và lấy ý kiến đối với báo cáo nghiên cứu đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với một số ngành công nghiệp chính của Việt Nam, đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp cho phục hồi và phát triển thời kỳ hậu COVID-19. Chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan, bộ ngành, hiệp hội, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các công ty luật, trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo chỉ ra rằng dịch bệnh COVID-19 đã tạo nên cú sốc cả về nguồn cung và tổng cầu, hàng loạt thị trường đối mặt nguy cơ sụp đổ. Có tới 57,7% số doanh nghiệp Việt Nam bị ảnh hưởng dịch, thị trường tiêu thụ giảm mạnh, 47,2% số doanh nghiệp khẳng định không xuất khẩu được hàng hóa, 45,4% doanh nghiệp được khảo sát bị thiếu hụt nguồn vốn, áp lực chi trả công lao động. Các chuyên gia còn nêu lên thực trạng và khuyến nghị về hoạt động mua bán, sáp nhập M&A, từ đó hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ quy định về tập trung kinh tế của pháp luật cạnh tranh. Những khuyến nghị là phải kiện toàn hệ thống luật điều chỉnh hoạt động M&A, minh bạch thông tin trong các thương vụ M&A, tránh bị thâu tóm và thận trọng trong quá trình mua bán, sáp nhập, kiểm soát hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, ngoài việc doanh nghiệp cần chủ động ứng phó với dịch COVID-19, chính phủ cần có những giải pháp hỗ trợ như miễn thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng từ vùng dịch, hoãn và giảm nộp thuế trong năm 2021, cho vay với lãi suất ưu đãi, đàm phán mở các đường bay để tạo điều kiện xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy giao dịch thương mại.